Xin kính chào tất cả các cô chú bác và các mạnh thường quân trong cũng như ngoài nước đang xem kênh, và các anh chị và các bạn trẻ đang xem kênh Trọng Súng Kiên Giang 1 và kênh Lang Thang Gạch Giá tập 1 và kênh Lang Thang Hà Tiên tập 1. Là kênh Lang Thang Hà Tiên là kênh chính đó cô chú anh chị. Hiện giờ cô chú đang xem kênh là kênh chính. Đây khu vực biển, khu vực bãi dương thì nó có khá là mũ nè cô chú. Đây là mũ nè, đây là nón bảo hiểm nè, này mua ngay cô chú. Mũ phế liệu có dài rất là nhiều đó, dây cào có luôn, dây cào này người ta mua 4.000 một ký nè. Đây dây này là 4.000 một ký, dây này là dây cào là 4.000 ký đó. Còn những chiếc dép á, mà cái này nè, cắt cái quai vẫn mua nha cô chú. Đây là sắt nè, này ống lăng sắt với mũ đó. Có những chai mũ đó nè, đây là mũ nó tắp lên nè cô chú đó. Đây mũ nè đó, rất là nhiều nha, dài nhiều lắm, chai mũ nè, phế liệu khá là nhiều đó. Đi ở đây xa là có cái bàn im quá, bằng cây luôn. Ồ im ta, cái này có lý à. Buồn ngủ gặp chiếu anh đó cô chú ơi, nó trọng súng vô cái bàn nè. Đưa này được cái bàn ta, đưa cái ghế nữa, đã vậy. Rồi con vô bánh nè, cái này vô được cái bàn cái ghế nha. Cái này ở đâu tấp ngoài biển, nó tấp vô nè, làm con vô bánh luôn. Cái này con lụm được bộ bàn ghế này, quá êm luôn cô chú ơi. Đây ở đâu tấp vô đã vậy ta, cái gì của mình là của mình nè. Người ta biết con không có cái bàn, người ta cho con cái bàn, thấy con không có cái ghế cho con cái ghế luôn. Có lý à, đẹp quá cô chú ơi. Thôi này là vừa ngồi luôn, này có lý luôn, đã vậy. Ngồi thì con đem về luôn ha. Chiều nay vô mánh có bộ bàn ghế ngồi rồi. Trời nặng quá vậy. Trời ơi có con tài Ây da, để con dựng nó lên cô chú ơi, nặng quá. Con cầm có con tay à, con đem nó về luôn. Trời ơi, ở đây còn gì là lý tưởng. Trời ơi, cầm súng bên này ngồi có cái bàn đá luôn. Ai đem ra đây đá vậy ta? Trời ơi, vòng này chắc có quán xá gì nó trôi quá. Để con coi ơi, vì là chắc khúc quán vòng đi quá, còn gì bằng. Ôi im hết biết không, sóng biển gì vào có bàn ghế nữa. Rồi để đi chút con đem về. Quá êm. Đây dây cào nè cô chú. Đó, trọng dây cào nè. Đó, nó tắp gì nè. Thấy ham không? Phế liệu không à. Đó, đây là phế liệu không. Nè, lon bia nè. Đó, cái đó nặng quá. Dép gì mũ gì lâm chứ. Thôi con về con mắc tranh thủ con lụm mũ rồi cô chú ơi, mũ nhiều quá đó. Dép sữa, dép bò gì. Dạ con rất cảm ơn các cô chú bác xem clip nha. Thì cái vừa ngồi vừa ngắm cảnh đó cô chú ơi.
Ở đâu có bộ vàng này im quá. Này ta chắc mấy người ta gần mấy biển này, người ta gớt mà. Ở đâu mà sao cũng này rã thế. Không có quán xá mà ở đâu mà. Nè cô chú, bác con quay cho cô chú xem nè. Không có quán xá gì hết trơn á. Đó. Đó. Ở đây con cũng thông qua các cô chú bác nha. Thường thường là ở trên đây là khu vực rừng núi. Thì ở khu vực đây thì nó là ở ngoài này là nước mặn. Còn ở khúc bên kia, khúc mà bên nhà con thì nó là vừa mặn vừa ngọt nha cô chú. Có khúc mặn, khúc nước ngọt. Đó, chứ không phải là mặn không. Dạ. Khi mà nước ở trong nước ngọt nó ra thì cá ngoài nước mặn nó dạ. Nó dạ nó sẽ nổi lên. Dạ. Thì hôm qua có một người comment đó cô chú. Thì nói tại sao mà chắc mua của cái chú nào cái chú đó thật sự là cô chú nếu mà ấy nếu mà cần thiết thì con Nam ơi con sẽ gặp cái chú đó. Thì nói với chú đó là con hỏi chú đó như thế nào. Con có mua của chú hay không hay là sao. Con thấy chú bắt nhiều cá quá con về con mua. Con mua là cái vợt. Đó. Con mua cái vợt với cái lưới về con vớt. Chứ đâu con không mua cá của chú thì làm gì. Ở đây cá nhóc chân mua là làm gì. Con đâu có khùng điên gì mà mua để tào lao bắt xé đâu. Con đâu phải là mua review cái gì đâu. Tự con mua ba cái vợt con về con làm ơn. Ủa mũ không à. Cá nè cô chú. Đây đó cô chú thấy không. Để con phóng to lên cho. Đó. Đó cô chú thấy không. Cá bự bự không à. Cúc này là nước mặn nha cô chú. Đó, này nước mặn là cá nó ở được nè. Khi mà có nước ngọt vô á là cá nó sẽ bị dạ nước. Rồi nó sẽ nổi lên. Đó, có cô chú thấy không? Con ngồi ở đây nè, quay cho cô chú xem trực tiếp để người ta nói này kia nữa, đó. Người ta nói ghép cảnh nữa. Bởi vì khổ thiệt. Quay thực tế người thật việc thật không á. Đây. Cái gì là con quay lại cho cô chú xem mà. Đó. Ở dưới đó có chiếc túi gì nè. Cái cặp. Đó, cá cô chú thấy không? Nó đi bậy bậy ha em không? Đó. Nó lộ qua, lộ lại hoài. Cá lội đó. Đó. Cá lồng thông. Dạ, con rất cảm ơn các cô chú bác đã nhín chút thời gian xem clip. Và con xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác trong những clip tiếp theo nha. Cái gì có cái cặp im với ta. Im. Cặp này giống như đi thu tiền góp vậy cô chú. Trời ơi. Quá im luôn. Cái này chắc cô mấy chủ hụi gớt hay gì nè. Dạ con xin chào cô chú. Dạ. Và hẹn gặp lại quý cô bác trong những clip tiếp theo. Dạ con xin chào. Cũng mong các cô chú bác gần xa chia sẻ và đăng ký kênh Trồng Súng Kiên Giang 1 và kênh Lang Thang Gạch Giá tập 1. Và con xin chào. Và kênh Lang Thang Hà Tiên tập 1.